Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Kẻ thất bại và người thành công khác nhau duy nhất chỉ 1% này. Bạn có tin không? Khoảng cách tạo nên sự khác biệt giữa một người bình thường và một người xuất sắc chỉ là hơn kém nhau đúng 1%. Thứ nhất, làm đúng 1%. Định hướng ban đầu chính là nền tảng quyết định thành công. Định hướng sai sẽ khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Một con thuyền muốn không bị lạc giữa biển trời bao la thì phải có chiếc la bàn chuẩn, người hoa tiêu tốt. Định hướng đúng đắn chính là giúp bạn không phải đi đường vòng, không phải hối hận vì những sai lầm của mình. Nhiều khi sự khác biệt ấy chỉ là 1% thôi. 1% giữa đúng và sai thật sự rất mong manh. Dù chỉ là sai biệt 1%, bạn cũng có thể vĩnh viễn không tới được nơi mình mong muốn. Thứ hai là làm nhiều hơn 1%. Khi chúng ta đi đúng định hướng, làm đúng việc cần làm, cũng không nhất định gặt hái được thành công. Bạn cần phải làm nhiều hơn người khác một chút, chăm chỉ hơn một chút. Người xưa đã dạy, cần cù bù thông minh, siêng năng chính là phẩm chất đầu tiên mà một người thành đạt cần phải chui rèn. Cũng như câu chuyện rùa và thỏ chạy thi, rùa dù chậm hơn nhưng vì cố gắng chăm chỉ hơn thỏ một chút nên kết quả cuối cùng cũng hoàn toàn khác nhau. Rùa cần cù, thắng thỏ lười biếng. Mỗi ngày làm nhiều hơn 1%, sau một khoảng thời gian dài, nhìn lại, bạn sẽ thấy được mình đã tạo ra kỳ tích thế nào. Tuân Tử nói, bất tích khuể bộ, vô dĩ trí thiên lý, nghĩa là không tích nửa bước, không thể tới ngàn dặm. Cũng lại có câu ngạn ngữ rằng, chặng đường ngàn dặm bắt đầu từ dưới chân. Dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần cố gắng tích góp sức lực nhiều thêm một chút, bạn có thể gặt hái được thành quả bất ngờ tuyệt vời. Có một loại cây tên là mao trúc. Người ta nói hạt mao trúc rơi xuống đất chỉ mọc lên một cây măng nhỏ rồi hoàn toàn không lớn thêm chút nào trong suốt 5 năm trời. Thế rồi, từ khoảng cuối năm thứ 5, cây bất ngờ lớn vọt lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Mỗi ngày có thể cao thêm tới vài chục phân cho tới khi đạt tới chiều cao gần 25 mét. Thật kỳ diệu phải không? Nhưng không phải là mao trúc không hề lớn lên trong suốt 5 năm trời. Thực ra, trong lòng đất, cây đã đâm rễ, cần mẫn, bền bỉ chuẩn bị cho cú nhảy vọt những năm sau để lớn lên nhanh hơn, cao hơn bất cứ loại cây nào. Cuộc đời người ta cũng rất giống với cây mao trúc này. Trong công việc, chỉ cần hơn kém nhau đúng 1%, vận mệnh của bạn có thể chênh lệch đến biết bao nhiêu. Thứ ba là làm tốt 1%. Cùng làm một sự việc, bỏ ra thời gian công sức như nhau, ai cũng rất cố gắng, vậy cớ sao có người làm được tốt, còn có người thì không? Đó chính là vì thái độ của họ là khác nhau. Ai có thể dụng tâm, bỏ ra công phu, tìm được con đường hiệu quả nhất thì càng tiệm cận gần với sự thành công. Cũng là một năm 365 ngày đó, có người coi mọi thứ chỉ là lặp lại ngày qua ngày, nhàm chán. Lại có người góp nhặt từng ngày từng tháng, thái độ quyết định tất cả. Nếu không biết trân quý công việc của mình, bạn sẽ không thể tạo nên sự khác biệt. Trong những điều tưởng như nhàm chán lặp đi lặp lại ấy, người thành công chính là người nhìn ra được cảm hứng mới, năng lượng mới. Thực ra, 1% khoảng cách giữa một người bình thường và một người ưu tú đều bắt nguồn từ những việc nhỏ nhất như vậy. Bạn có thể làm đúng, làm nhiều và làm tốt những chuyện nhỏ nhặt nhất hàng ngày hay không? Có thể kiên định với mục tiêu của mình hay không? Mỗi ngày, hãy tập dậy sớm hơn 10 phút. Một năm, bạn đã có nhiều hơn người khác tới 60 giờ. Mỗi ngày, hãy đọc 10 trang sách. Một năm, bạn đã có thể đọc nhiều hơn người khác 6 quyển Hồng Lâu Mộng. Con đường thành công vốn không xa xôi, hiểm trở gì, chẳng qua là bạn làm nhiều hơn người khác một chút mà thôi. 4 là hãy tự tin vào bản thân, tin rằng bạn có đủ khả năng như những người khác. Có những điều có thể bạn giỏi hơn người khác,
nhưng cũng có thể bạn không bằng họ, bởi vì mỗi người có một lối tư duy, tài năng, điểm mạnh khác nhau. Trên con đường tìm kiếm sự thành công, không thể không có sự xuất hiện của những sai lầm và thất bại. Một điều thường thấy là, sau những sai lầm và thất bại đó, đa phần chúng ta đều tự ti, nghi ngờ và đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình. Tuy nhiên, một bài học quan trọng đối với mỗi người lại là hãy trân trọng bản thân. Đánh giá thấp hay thiếu tự tin vào khả năng bản thân chính là sai lầm phổ biến nhất mà hầu hết chúng ta đang mắc kẹt trong lối tư duy hàng ngày. Không vượt qua một kỳ thi quan trọng ở trường, thất bại trong một dự án công việc. Đây là những ví dụ về sự thất bại mang đến cho bạn những suy nghĩ tiêu cực và nghi ngờ bản thân. Hãy cho phép bản thân nghĩ rằng bởi vì chúng ta là con người nên chúng ta dễ mắc phải những sai lầm trong cuộc sống. Những quyết định sai lầm, hành vi cư xử chưa đúng, sai sót trong công việc khiến chúng ta đổ lỗi và nghi ngờ bản thân mình. Nhưng chính những sai lầm này sẽ là bài học và thử nghiệm quý báu giúp con người hoàn thiện bản thân hơn. Sau mỗi thất bại, việc tự trách mình hoặc đánh giá thấp năng lực của bản thân chỉ khiến bạn cảm thấy buồn đau và thất vọng. Những suy nghĩ tiêu cực này sẽ gây lãng phí thời gian mà hầu hết mọi người đều không vượt qua được. Thay vì tự trách mình hay đổ lỗi cho số phận, tại sao bạn không thử đứng lên và thay đổi suy nghĩ của bản thân? Chúng ta có thể mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta đã học được điều gì từ những sai lầm đó. Điều thứ năm là hiểu chính mình. Khi gặp thất bại, hãy dành thời gian lắng nghe những suy nghĩ của bản thân và hiểu được khả năng của bạn, nhận thức rằng bạn có khả năng làm bất cứ điều gì, cho dù những hành động đó là tốt, xấu hay khác biệt. Đừng dành thời gian vào việc chán nản, thất vọng hay tự ti, mà hãy học cách trân trọng bản thân dù ở trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Đây cũng chính là cách hiệu quả nhất giúp bạn đối mặt với những thử thách trong cuộc sống mà vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Nói cách khác, khi bạn đã cố gắng hết mình cho một điều gì đó mà không đạt kết quả như mong đợi, hãy dũng cảm thay đổi và tìm những gì mà bạn cho là phù hợp với mình hơn. Hãy tự tin vào bản thân, tin rằng bạn có đủ khả năng như những người khác. Nếu bạn chưa thành công, hãy cho bản thân thêm thời gian để tìm kiếm những điều thực sự phù hợp với bạn. Bạn hãy học cách tha thứ cho chính mình và những sai lầm trong quá khứ. Dành thời gian để tiếp tục học hỏi và phát triển tư duy là một quyết định khôn ngoan để dành tặng cho chính mình. Đặc biệt sau những thất bại, bạn đã cho chính mình một khoảng thời gian để suy nghĩ và rút ra những bài học quý giá trong cuộc sống. Hãy cứ luôn tiến về phía trước, quên đi những chuyện đã qua vì mọi thứ đã kết thúc. Quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ, nhưng tương lai sẽ cho bạn một cơ hội để khẳng định bản thân một lần nữa. Thay vì luôn bị mắc kẹt trong những sai lầm, sự thất bại hay nỗi sợ hãi về tương lai. 10 thói quen đơn giản mang đến giàu có, thành công. Thói quen tốt là nền tảng của sự giàu có. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người bình thường nằm ở chính những thói quen hàng ngày. Nói cách khác, người thành công có rất nhiều thói quen tốt và cực kỳ ít thói xấu. Nếu có thể nhận ra chính những thói xấu đang ngăn cản mình trở nên giàu có, đây chính là bước khởi đầu để bạn thay đổi số phận của mình. 1. Thức dậy sớm. Dậy sớm lúc bình minh để vội vàng ra cửa đi làm, khác với việc dậy sớm để có dư giả thời gian dùng cho việc suy nghĩ, xem xét trước khi đi làm. Người giàu thường làm theo cách thứ hai. Thời gian dư giả sẽ chuẩn bị tâm lý cho bạn trước khi đối mặt với các thách thức. Dậy sớm là một phương thức hữu ích để thiền và suy nghĩ hàng ngày của người giàu có. Hãy dậy sớm để có thời gian suy nghĩ và sáng tạo. 2. Thường xuyên đặt ra mục tiêu. Người thành công luôn hành động vì mục tiêu, hãy liên tục đặt ra mục tiêu và lên sẵn kế hoạch cho một ngày làm việc. Người thành công là người biết nhìn xa trông rộng, họ có mục tiêu cho mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và năm. Nhưng một mục tiêu sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có kế hoạch để đạt được. Vì vậy, bên cạnh đặt ra mục tiêu, người thành công còn nỗ lực tìm cách thực hiện chúng và luôn có trách nhiệm với bản thân mình. 3.
tự hoàn thiện bản thân. Người thành công luôn tìm cách để hoàn thiện bản thân mình, họ đọc sách mỗi ngày và học hỏi để nâng cao chuyên môn. Họ không bao giờ lãng phí thời gian cho những việc không giúp mình tiến gần tới mục tiêu. Người thành đạt biết rằng thời gian là tài sản vô cùng quý giá và chỉ nên được sử dụng cho công việc của mình. Tự hoàn thiện chính là cam kết thực hiện các hành động để rèn luyện bản thân mình. Hãy tìm cách mở mang vốn hiểu biết, điều này không hề dễ dàng. Nhưng con người chỉ có thể trưởng thành từ những thử thách. Khi đã có kiến thức, cơ hội sẽ tìm đến bạn. 4. Chăm sóc sức khỏe. Mỗi ngày, người thành đạt đều tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn là vô cùng quan trọng. Tập thể dục có thể trở thành một thói quen thường nhật, cũng như tắm rửa. Những người tập thể dục đều đặn sẽ tích lũy những điều năng lượng để hoàn thành các kế hoạch đặt ra. 5. Xây dựng các mối quan hệ. Người thành công thường là tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Họ dành một phần thời gian của mình để thắt chặt tình bằng hữu và thiết lập các mối quan hệ lâu dài. Họ luôn chủ động tiếp xúc và giúp đỡ người khác mà không mong đợi sự đáp trả. Có người từng nói, âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế giới này là tên của chính mình. Vì vậy, hãy cố gắng nhớ tên của tất cả những người bạn gặp. Hãy tự hỏi, chẳng lẽ bạn không ấn tượng với một ai đó nhớ tên của mình à? Đó là cách hữu hiệu để tạo dấu ấn và sự khác biệt cho bản thân. 6. Nỗ lực hoàn thiện nhiệm vụ. Việc hôm nay chớ để ngày mai, hãy hoàn thiện hết những công việc đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều có nỗi sợ, nhưng người thành đạt sẽ dẹp nỗi sợ sang một bên và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình và hoàn thành bằng mọi giá. Lời khuyên là khi ý nghĩa trì hoãn công việc xuất hiện trong đầu, hãy nhắc đi nhắc lại cụm từ phải làm nó ngay lập tức và đừng dừng lại cho tới khi công việc đã xong xuôi. 7. Tiết kiệm thường xuyên. Nói như vậy, không có ý nghĩa là hầu hết người giàu đều sống trong những căn nhà nhỏ, không điện nước và chỉ có một chiếc ghế, chỉ là họ không sống quá xa xỉ. Khi tạo dựng sự giàu có, họ sẽ xây dựng những thói quen nhận biết cái gì là thiết yếu, cái gì là xa xỉ và đó là thói quen gắn với họ. Họ có thể bắt đầu mua một vài thứ xa xỉ như một ngôi nhà đẹp hoặc một vài bộ quần áo hàng hiệu nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi ngân sách của họ và thường chỉ là một hoặc hai món không đáng kể. Sau cùng thì bạn không thể sống trong nhiều ngôi nhà và lái nhiều chiếc xe hơi cùng một lúc. 8. Chi tiêu hợp lý. Người giàu luôn cố gắng tránh bội chi, trong khi đó rất nhiều người khác lại đang vật lộn với các khó khăn tài chính do chi tiêu quá khả năng. Họ tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được và rơi vào cảnh nợ nần, ngập đầu. Nếu bạn đang ở trong tình trạng này, hãy thay đổi ngay để có thể kiểm soát tài chính của chính mình. 9. Đọc sách mỗi ngày. Rất nhiều người thành công dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách. Đọc sách có thể mang mở trí thức của bạn. Dành thời gian đọc sách tức là bạn đang phấn đấu hoàn thiện bản thân, giúp mình nổi bật và khác biệt với những người xung quanh. Với nhiều cuốn sách kinh điển trên thế giới như hiện nay, thì nếu chỉ đọc một cuốn sách một ngày, bạn sẽ không thể đọc hết cuốn sách đó. Qua những cuốn sách bạn đọc được rất nhiều về lịch sử, về nhân loại, về lối sống và các nền văn hóa khác. Phần lớn người nghèo nói rằng họ không thích đọc sách hoặc đơn giản là họ không có thời gian cho việc đó. Đây là một điều đáng buồn vì kho tàng kiến thức của nhân loại đã không được khai thác. Người giàu tích cực khai thác nguồn này để mài sắc trí óc và làm dịu tâm hồn của họ. Và nếu họ không có thời gian đọc, họ sử dụng công nghệ hiện đại để nghe thiết bị đọc sách trong khi di chuyển. 10. 70% người thành công đều có tính cách hướng nội. Người thành công thường có tài ăn nói, họ có thể đứng trước công chúng và nói trôi chảy, thao thao bất tuyệt. Trong mắt mọi người đa số đều cho rằng những người có tính cách hướng ngoại dường như dễ dàng thành công hơn so với những người hướng nội. Nhưng theo số liệu điều tra cho biết, trong số những người thành công thì số người có tính cách hướng nội chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với những người có tính cách hướng ngoại. Năng lượng của người hướng ngoại thường hướng ra bên ngoài, do đó họ sẽ hoạt bát, thích xã giao.
năng lượng của người hướng nội lại hướng vào bên trong, nên họ hứng thú với thế giới nội tâm hơn. Họ yên tĩnh và thích ở một mình, tự suy xét về bản thân và suy ngẫm về sự đời. Tính tình của mỗi người là bẩm sinh, hầu như không thể thay đổi, nhưng tính cách thì có thể vun đắp được. Một người hướng nội có thể sẽ không thích nói chuyện, nhưng họ cũng có thể nói rất hăng say. Họ không thích xã giao, nhưng khi cần thiết, họ vẫn có thể thể hiện phong thái của mình. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Dòng chảy cuộc đời và bấm vào chuông thông báo để nhận thêm các video mới trên kênh. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.